nhanh và với anh em cùng đi làm nhá. Em cứ cầm ấy nhé. Em không phải khó, em mạnh nhá. Không Để sao. chơi với em là được Ừ. rồi. Cố gắng em. Có các anh bên cạnh, dù thế nào có các anh bên cạnh, có Nguyên, có Nguyệt ở bên cạnh, Hiếu, anh, thế là anh nhé. Em cố gắng lên nhé. Vâng Cháu Trung xin chào đại gia đình ạ. cháu xin chào đại gia đình nhà mình ạ. Dạ, cháu Hiếu xin chào tất cả mọi người. Thì lời đầu tiên cho anh em chúng cháu xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến toàn thể đại gia đình nhà mình. Chúc đại gia đình nhà mình luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc bên gia đình ạ. Thì đại gia đình nhà mình ơi, lý do tại sao hôm nay anh em chúng cháu lại không ra được video thì thực sự hiện tại chúng cháu đang đứng ở một cái vị trí mà tất cả anh em chúng cháu và chắc chắn cả đại gia đình nhà mình, cô dì chú bác, anh chị em bạn bè cũng sẽ không muốn chúng cháu đứng ở cái vị trí này ạ. Thế nhưng mà thực sự chuyện gì đến nó vẫn phải đến đại gia đình nhà mình ạ. Hiện tại là anh em chúng cháu đang có mặt ở bệnh viện đại gia đình nhà mình ạ. Đây là bệnh viện đại gia đình nhà mình ạ. Thì anh em chúng cháu vừa cất xe gửi xe thì vào đến nơi đây. Thì hôm nay cháu Hiếu cũng phải chờ anh Trung tối mới đi làm về được, và bạn Nguyệt cũng phải tối mới đi làm về được. Thì hiện tại là ba anh em chúng cháu đang có mặt tại nơi đây, còn bạn Nguyên thì nhà xa quá thì bạn Nguyên không về để đi cùng với anh em chúng cháu được. Thì cháu thưa với đại gia đình nhà mình là đêm hôm qua em Mạnh bị ốm đại gia đình nhà mình ạ, phải đưa đi cấp cứu trong đêm. Thực sự khi cháu nói đến cái câu chuyện như thế này, cháu cũng rất là buồn, tay cháu cũng đang run lắm mọi người ạ. Tại vì thực sự cái nơi này ấy, là một cái nơi mà chắc chắn không ai muốn đến. Anh Trung. Thì cháu Trung xin gửi tới toàn thể cô dì chú bác lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Thì bây giờ hiện tại anh em cùng cháu đang có trong đây, nơi đây là cái bệnh viện. Thì thực ra là cháu cũng bận công việc, cũng biết là em Mạnh ốm, nhưng mà là anh em cháu ban ngày thì bận công việc là không đi thăm em được. Thì hôm nay là có em Nguyệt và em Hiếu, cháu Hiếu và cháu tranh thủ thời gian là buổi tối đi vào thăm em Mạnh. Nhưng mà thực ra là ban ngày thì mỗi người một công việc, thì cô dì chú bác biết đấy, cháu phải bận công việc, cũng biết là em cũng mệt mỏi ốm đau, nhưng mà thực ra là bây giờ anh em cháu cũng chỉ biết là dành cái thời gian vào buổi tối này mới có thời gian để đi thăm em được thôi. Thì bây giờ hiện tại là anh em cháu đang vừa mới gửi xe xong. Hiện tại anh em cháu đang đứng ở cái trước cổng bệnh viện này. Trước mặt ống kính đây thì có cháu và cháu Nguyệt. Như thế. Còn em Mạnh thì cũng thực ra anh em cháu vào đây cũng không báo cho em Mạnh là biết là anh em cháu vào thăm. Thì trước khi anh em cháu vào đây để cho anh em bảo là khi là vào tới nơi thì điện. Lúc chiều đấy em có bảo rồi là tối anh sẽ qua, vì Thực ra anh em sáng nay ấy là khi mà Mạnh nó cũng giấu, nó không bảo em, nhưng mà mẹ của Mạnh anh biết mà, báo cho em, vì cho nên sợ là sáng nay là em đã bảo cô đi vào, nhưng mà cô bảo là thôi, tại vì đêm qua em Mạnh cũng đỡ, thì hiện tại là đang có hai người ở đấy trông rồi. rồi. Với lại bệnh viện nó cũng chật đấy, nên là người ta cũng không cho vào nhiều. Thế nên là em bảo thế thôi, để em chờ anh đi làm về với Nguyệt đi làm Thế đúng. về thì anh em mình mới vào được. Thì bây giờ thôi Thế không để anh để điện mất nhé. thời gian Anh điện nữa, cho Mạnh anh xem nào. điện đi nhá. Anh điện đi xong rồi anh em mình cùng đi vào. Cô dì chú bác nhá. Hôm nay là anh em cháu vừa đi làm và thực sự thời tiết hơi nóng nóng bức, nên là cháu Trung là cũng quần đùi áo lót, nên là mong cô dì chú bác là thông cảm, lại bảo là cháu Trung sao lại Thôi anh điện đi, không sao đâu. ok, Nói thế bảo chung cô dì chú là bác anh thông em cảm. mình
không phải nói đến cái vấn đề là Alo, có nhận ra anh không? Vâng, anh Trung ạ. Ừ, anh Trung đây. Thì thực tế là bọn anh ngày bận công việc, thì tôi bây giờ là anh cũng sắp xếp được có anh với Nguyệt, với anh Hiếu bây giờ vào thăm em. Nhưng mà lúc anh đến thì anh cũng không không chủ động điện cho em. Bây giờ anh đang ở trước 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 cửa bệnh viện đây. Thế bây giờ sao đến quận thế anh cổng bệnh viện? Hỏi tầng mấy để anh em mình lên. Em bây giờ hiện tại em đang ở tầng mấy? Em đang ở tầng 4. Tầng 4 là gì? Thế ở đây không anh lên. Thế bây giờ để anh lên nhá. Phòng bao nhiêu? Không 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 cho nói nhỉ. Bây giờ ở trên này người ta nhiều bệnh nhân lắm, người già người trẻ đều có việc đến giờ người ta không lên được em ạ. Bây giờ sợ mạnh sao? Mạnh nó bây giờ trên này nhiều người bệnh nhân già trẻ ấy. Đến giờ kiểu giờ người ta quy định bệnh viện ấy không được nên nằm ầm ồn nào ấy. Thế là thế nhưng bây giờ thế này gặp em kiểu gì được? Anh cứ ra cái anh có biết cái chỗ ở đằng sau bệnh viện mà nó có một cái khu vui chơi cho dành cho những người tâm thần không? À chỗ đấy gì? Vâng. Ừ đến chỗ đấy anh biết rồi. Ừ anh đi xuống đấy rồi em đi xuống rồi em đi ra đấy thì anh em tâm sự nói chuyện. Ok ok nhá. Mạnh nó bảo bây giờ ra chỗ khu vui chơi ấy, dành cho những người tập kiểu như là thể dục, những người mà bị ấy đấy, bị rồi. Không ổn định, thần kinh không ổn định ấy, ra chỗ vui. Thế là không lên được phòng. Không lên được. Rồi, thế đi. Thế bảo Mạnh. Thế em xuống đi nhá, xong rồi bọn anh ra nhá. Vâng. Ừ ok. Bây giờ trên đấy là không cho lên em ạ, hiểu ạ? Mình đi cũng muộn quá mình. Không phải cái đấy là có đúng thôi, vì là nó thời gian nó muộn rồi em hiểu. Bây giờ ai người ta lên đấy người ta toàn là bệnh nhân ốm đau rồi là bệnh thôi, tật. Mình đi muộn chấp nhận ở dưới. Ừ, thôi đi vào hẹn hôm đấy được. Nếu vào ban ngày, có ban ngày nó sớm được, hiểu ạ? Nếu ngày sớm được nhưng mà tầm này mình vào thì thôi chấp nhận. Ngày thì anh đi làm, Nguyệt đi làm. Ừ. Thì em cũng không về được sớm. Muốn là cả mấy anh em muốn về sớm nhưng mà không về được. Thôi mỗi ngày một công việc em ạ. Thì mọi người nơi đây ấy, thì cháu nghĩ chắc chẳng ai muốn đến đây cả. Ôi thời tiết nóng em nhỉ. Vâng. Thì thực sự cháu Hiếu cũng rất là buồn. Và vì hôm nay đã biết tin là em Mạnh ở đằng nào đấy? Dạ, đâu một đoạn nữa mới đến khu vui chơi. Dạ, em chưa vào khu này. Đây luôn đấy. Rộng. Dạ, anh nhà mình đi thẳng đây xong rồi đi ngoài ra đằng kia mới tới cơ em ạ. Đây bên kia nữa. Bên kia nó còn làm cháu làm thêm là mấy buồn mọi người khi phải vào đến nơi đây để thăm em Mạnh. Thì vừa rồi không biết là liệu có do công việc áp lực nhiều rồi âm khí dẫn đến em Mạnh bị ốm như vậy. Nhưng mà cái cháu chắc biết chắc chắn một điều là hôm đây tầng trước, 1 này, anh Mạnh ở tầng 4 đi làm đêm ấy, là nhà bị một C tầng chụp X quang thì em Mạnh cũng đã CT. Ốm rồi. Thế thì hôm sau thì em Mạnh kêu đỡ. Đây bọn anh đang vào đây rồi. Chờ một tí. Đây bọn anh đang vào đang khu tầng 1 đây rồi, còn một đoạn nữa. Anh biết chỗ đấy rồi nhá. Chỗ vui chơi mà đã tập dưỡng cho đội mấy người kiểu như thiểu năng trí tuệ mi bị thần kinh đấy phải không? Được rồi, anh biết chỗ đấy rồi, trước vì trước anh cũng dẫn người vào đấy rồi mà nhá. Bây giờ em xuống đấy chưa? Ừ đây bọn em đang vào đây nhá. Đây là chỗ nhà C tầng 1 chụp X quang siêu âm điện tim huyết não. Em ơi, Hiếu ơi. Dạ. Đâu đi em đi đường này đi. Đây nó rộng lắm mẹ ạ. Em đi thẳng này đi. Hiếu. Em nhìn ai chưa? Đây rồi. Đây mẹ nào. Tối rồi.
Anh nhìn đấy, anh nhìn đấy rồi, anh nhìn đâu? Nhìn đậu đi bên mà. Thế chứng tỏ là mình đi sai bên, đi bên kia cơ mà. Sao mà bẫy như cụ rùa kia? Nào đỡ chưa bệnh nhân? Ôi giời. Thì cho ôi số em nhớ quá thì em sai đi 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 đưa đưa em đi đi ra đi 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 em ra đây ngồi đi. Ôi mua lắm quà bánh thế. Ôi chẳng có sao đâu mẹ em. Chúng sách cho này. Bồi dưỡng cho em sai mau còn đi làm nhiệm vụ. Đây em Mạnh xuống đến nơi rồi mọi người. Đây mẹ em ngồi đây. Mua ít quà bánh bồi dưỡng cho bệnh nhân. Đi ra hẳn ghế ngoài kia cho sáng. Ra ghế bên ngoài. Đây sáng mời em. Bên kia kìa. Tay đau cái gì sao mày? Tay tay nó mới ấy à? Mới mới tiếp nước cho truyền nước à? Khi mấy co quá vừa rút ra chảy máu. À mới mới truyền nước truyền nước truyền nước. Nhưng mà vừa mới rút ra hay rút từ tối? Đây. Từ tối rồi. Rút mày từ tối rồi. Em ơi, em ngồi đây. Thế đi ngồi đi. Đấy mấy ui giời. Anh em Mạnh ra nơi rồi mọi anh mới Nguyệt là phải đi làm nên là bố định ban ngày vào nhưng mà anh này công việc nó hơi cố quá thì thế là mà thôi anh tranh thủ đấy còn bà chưa cơm cháo gì này đấy sáng bố. Này nhớ cũng gọi bảo là không thì để anh đi thăm bảo thôi ở trên này em có mẹ ăn trên kia với bọn mẹ đi xuống đây nhưng mà mẹ không ngại thế có giờ trên có dân có mẹ có đâu để anh đặt trên quay cái nhá không mấy nhau trên giờ có mẹ trên đấy hả thì mọi người ơi hiện tại thì anh em chúng cháu đã được ngồi riêng em Mạnh thì em đỡ nhiều chưa? Mệt lắm mày. Vẫn mỏi á? Bọn anh bảo là định đi lên chỗ em không được à? Ở trên đấy người già người trẻ nhiều mẹ đến giờ người ta đi ngủ rồi mình lên đấy mình nói chuyện nó ồn sợ người ta làm phiền người ta mắng. Cái phòng có chặt không? Nhiều người phòng thì đang có 7 người thì hôm nay mà khí hậu này mà mẹ em đi lên nuôi nhưng mà tối có được ngủ ở trên giường đâu giải chiếu ở dưới đèn đất đèn bệnh sản lấy đâu ra chỗ mà chẳng nhưng mà không biết có được mỗi người cái quạt không mỗi người bệnh nhân được một quạt đâu có quạt quạt mình mang đi chứ anh nhớ còn người ta chỉ có một cái quạt trần thôi chứ bệnh viện nó có chứ nó chỉ có một cái quạt trần thôi nó có quạt trần còn mình phải mang theo đi làm muội làm đêm qua ngủ mũi bay như không bệnh viện này thì ai muốn ở nơi đây em hiểu không à, thế à thế đêm hôm qua là bị trong đêm hôm qua bị tầm 10 em xem đồng hồ là 10 gần 11 giờ 10 11 giờ kém 15 thì đấy đêm luôn nhỉ là nó trong người nó cảm giác nó khó chịu xong là nó lắm bật quạt cỡ nào điều hòa cỡ nào nó vẫn nóng xong rồi độ tầm nửa tiếng xong lại rét rét tập hai chân bông vẫn rét xong bắt đầu bồn nó cứ kiểu như lầy cái này xong là bố em gọi xe đưa đi luôn thế là tình trạng kiểu như suy nhược cơ thể xong rồi nó dẫn đến đột quỵ đấy anh hiểu đột quỵ ấy trước bác anh cũng kiểu sáng ra dậy quét nhà đấy xong bắt đầu nó bị tăng tụt huyết áp không có huyết áp tụt xuống còn có 90-100 nếu mà ví dụ không biết ấy anh hiểu bình thường của mình là bao nhiêu 120 120 là ổn định 120 giờ lên đến 180 phải không 120 là ổn định 120 đến 130 mấy là 100 là kiểu như là nó tụt quá 100 dưới 100 là tụt ác lắm rồi lên em còn không biết gì mà nên mà nó bạn lên nó có đưa mình cấp cứu ngay đâu nó vẫn cứ làm hết xong hết thủ tục rồi nhưng mà nó vẫn bắt nằm chờ bên ngoài ấy. Thì em bảo đêm bây giờ làm gì cứ bọn ấy toàn là người ta phụ trực thôi làm gì có bệnh bác sĩ chính đâu đúng rồi toàn người trực còn người trực thôi nên là nó thiếu bác sĩ nên là xong xuôi đấy vào gần một giờ bắt đầu nó mới đưa vào truyền nước truyền đúng không đâu thật lúc sáng này là mẹ em báo cho anh thật sự là anh bùn rún hết chân tay luôn ấy tầm 9 giờ ấy là anh bắt đầu anh bùn rún hết chân tay đấy thì lúc đấy anh thì xong anh lúc sau anh điện là chưa anh lên, à, lên. Tầm đấy một tí xong anh lên nhưng mà biết là lên tầm đấy thì chẳng ai đi cùng anh được vì Nguyệt thì cũng vào công ty làm thì làm sao mà về được giờ đấy thì còn anh Trung thì chạy ở tít trên thành phố như thế thì thế nên lúc anh điện cho em ấy thì em bảo thôi bây giờ em cảm thấy độ ổn rồi mẹ bây giờ anh công việc nhà như thế thì có lúc nào rảnh mẹ mấy anh em rảnh thì nên cũng được
Anh thì nói thực sự này, ban ngày hôm qua sáng nay thì mẹ em mới báo cho Hiếu, Hiếu vâng. đang làm mà anh bận công việc. Vâng. Còn số Nguyên Nguyệt kia thì cũng là mỗi người một công việc hoàn cảnh vâng. nên là không phải là phải hẹn nhau ấy. Thì bảo thôi bây giờ thì tranh thủ lúc tối là anh em mới ngồi mới đi cùng nhau được, mới vào thăm em được. Thế là Hiếu điện cho anh thì bảo anh ơi sắp xếp là tối có Nguyệt xuống, còn Nguyên thì bận rồi thì là vào thăm Mạnh. Và lúc vào thăm thì anh bảo thế là bảo thế điện cho Mạnh chưa, bảo không em chưa điện gì. Thì mới sáng ra thì mới nghe mẹ em kể mới Hiếu điện cho Hiếu nói thế thôi. Còn thì sáng nay em mới đầu em định bảo mẹ em là không điện cho anh Hiếu làm gì cả. Nhưng mà loanh quanh quẩn thế nào mẹ em ra, mẹ em lại điện cho anh Hiếu rồi. Thế lúc sau anh Hiếu điện cho em thì em mới biết là mẹ em lại điện cho anh Hiếu. Nhưng mà em như thế là không được. Anh em có gì như nào thì phải bảo nhau. Tại vì nói thật nhé, là kể cả anh Trung hay là em hay là Nguyên Nguyệt thế thôi. Đấy, kể cả mọi người đi lại trên đường tham gia giao thông, anh đã rất no rồi chứ đừng có nói bảo là đi lại xong là xảy ra cái gì đó, hiểu chưa? Tại vì thực sự là anh không muốn cái chuyện đấy nó xảy ra một chút nào cả. Thế là trong tâm anh như vậy. Mà khi mà mọi người xảy ra cái gì ấy, anh là người rất là áy náy với gia đình. Em nhỏ, thật sự ấy, anh rất áy náy luôn. Mà sáng nay mẹ em điện mà nó thật lòng anh như nửa đốt luôn ấy. Nhưng nghe cô nói một câu là sáng nay đỡ lắm rồi con nợ. Đúng rồi. Đấy. Đêm hôm qua thì sáng nay mẹ bảo đêm hôm qua mẹ sợ quá. Thì thực sự đại gia đình nhà mình anh em cháu hiện tại giờ có 5 anh em, bác cả rồi đến cháu Hiếu và bạn Nguyên, bạn Nguyệt và em Mạnh. Thì như trên clip gia đình nhà mình vẫn luôn chia sẻ cho anh em chúng cháu là tình trạng sức khỏe của em Mạnh rất là kém so với tất cả anh em. Thì đúng thực sự hôm nay em Mạnh bị như này là cái ngoài ý muốn của anh em chúng cháu. Thực sự chúng cháu rất là buồn. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Thực sự với cháu Hiếu, từ mọi người đi trên đường tham gia giao thông, cháu đã rất là lo, chứ không nói là đi làm nhiệm vụ như thế này. Thì thực sự thì chúng cháu cũng hơi chủ quan một xíu. Vì hôm cách đây mấy hôm là cháu Minh Trung em Mạnh đã giúp cái vong của anh Châu, thì hôm đấy lại gặp trời mưa nên là chắc là em Mạnh đã bị ốm từ hôm đấy. Nhưng mà do là em Mạnh lại cố gượng nghỉ một hôm, xong hôm sau đỡ là em Mạnh lại bảo đi đồng hành cùng cháu với Nguyệt với Nguyên. Đấy. Thì sau khi giúp xong vợ của anh Châu thì đêm ngày hôm qua là em Mạnh đã xảy ra chuyện đúng thực sự là ngoài ý muốn của anh em chúng cháu. Nhưng mà em Mạnh định giấu cháu mọi người, thế nhưng may là cô là mẹ của em điện cho cháu nên thực sự là bây giờ anh em chúng cháu mới được ngồi cạnh nhau. Thì sự anh cũng lo thật sự luôn đấy. Thì... không nói chung là mọi người khỏe mạnh thì không sao ấy. Vâng. Mọi người xảy ra cái gì đúng thực sự anh là người rất là áy náy. Thì em cũng hiểu được cái tính của anh như thế nào nên em cũng không muốn mẹ kiểu giống như em khỏe là em tự em sẽ điện cho anh. Em không muốn mẹ em gọi điện cho em trong lúc đang nguy kịch hay băn khoăn như vậy, sợ em sợ anh nghĩ suy nghĩ loại kia nên là em hiểu không? Cái này nó khỏe lại thì em sẽ điện cho anh sau. Thế thì cháu không biết là thử thách của anh em chúng cháu hay là như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều cháu nghĩ là có liên quan đến cái công việc mà anh em cháu đi làm nhiệm vụ. Nhưng mà cháu hy vọng đây cũng là những cái thử thách để giúp em Mạnh cũng như là bạn Nguyên, bạn Nguyệt có thể trưởng thành hơn. Thì anh Trung thì là bác cả thì thực sự cháu cũng đỡ vì anh Trung đã đồng hành với cháu rất nhiều rồi. Thế nhưng mà thực sự anh em cháu cũng không thể nói trước được một điều gì cả. Biết là có bề trên luôn dõi theo, gia hộ cho anh em chúng cháu. Nhưng chỉ cần một sơ hở thôi đại gia đình nhà mình là anh em cháu có thể gặp bất kỳ những cái nguy hiểm nào. Rồi thậm chí đến người thân gia đình như mọi người dõi theo
mọi người cũng biết. Năm ngoái là cháu Minh Trung, còn có cả Vong đi theo về cơ, gia đình nhà mình. Đấy. Anh Trung còn bị Vong theo đến tận nhà cơ. Thì lúc đấy nói thật là cháu cũng rất là lo, nhưng cũng may là bề trên cũng gia hộ cho anh em chúng cháu. Thì năm nay cháu thêm được em Mạnh và Nguyên và Nguyệt thì thực sự cháu cũng rất là vui. Dạ, bác sĩ ạ. Em chào. Cái cậu Mạnh kia đang ốm vậy, chúng mình ngồi làm gì? Cháu thương rõ là. Vâng. Thì bác sĩ thông cảm anh em đến chơi. Ở trên tầng nghề bác sĩ cũng thông cảm là có người già người trẻ bây giờ lên đấy nói chuyện mà người ta không ngủ được. Vâng. Nên ngồi đấy, nên không lên nằm nghỉ đi, hôm qua sốt co giật như thế này nên ngồi rồi. Dạ dạ em lên ngay. Dạ dạ. Dạ. Không lên luôn nhanh nhá. Dạ vâng vâng. Dạ dạ. Cảm ơn bác sĩ nhá. Chị này chắc là trực ở đây, trực đêm. Thế nhưng mà chắc là phải hôm qua đưa lên là chắc là. Đúng rồi, hôm qua cấp cứu em ấy. Chị ấy quan tâm nhỉ. Vâng, ông bác sĩ ở đây chú đáo. Vào trong này ngột ngạt đấy hiểu không? Buồn ho à. Ngột ngạt thật đấy, lại nóng nữa. Nóng lắm. Thế là chắc là hôm qua lúc em đưa lên là bác sĩ này. Bác sĩ vừa nãy này. Đúng rồi, trực tiếp đón em. Đón em cấp cứu cho em luôn ấy. Tại vì nãy anh nghe bác sĩ nói câu là hôm qua em bị co giật như thế. Dạ đúng rồi. Hôm nay đã trốn ra đây. Thế nhưng mà sức khỏe của em cảm thấy đã như thế nào rồi. Em thấy đỡ hơn hôm nay thì đỡ hơn hôm qua rồi. Nhưng mà đi lại nó vẫn kiểu như mẹ em vẫn phải đi theo. Nó mỏi à? Mỏi. Ăn thì độc ấy thôi. Độc mua cháo và ăn được mấy miếng uống thuốc. Không mồm nó cứ đắng ngắt. Không ăn. Cũng là sắp mùng 2 tháng 9 rồi. Đáng ra là một kỳ lễ vui vẻ của anh em chúng cháu. Nhưng mà thực sự bây giờ em Mạnh bị như thế này, anh em cháu cũng rất là buồn. Thật sự đại gia đình nhà mình. Cái chuyện mà chúng cháu không muốn nhưng cuối cùng nó vẫn phải đến. Một cái nơi này thì chắc chắn không ai muốn đại gia đình nhà mình. Nhưng mà nó chuyện gì đến nó vẫn đã đến rồi. Thì cháu thực sự cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình nhà mình đã luôn là hậu phương vững chắc cho anh em chúng cháu để anh em chúng cháu hoàn thành thật tốt những cái nhiệm vụ do bề trên giao phó. Thì Nguyệt cái phong bì phong bì mà anh em trong tem đây đây gửi vì gì em thôi giờ có Mạnh đây anh thì em, các anh bọn anh định lên chơi với em bộ quà đầy cho em như vậy là em biết ơn em quý rồi nên đưa em cho hiểu được cái tấm lòng nên đưa cho bác nhưng mà thôi bác ở trên thế là người ta đêm khuya không cho lên thì thôi để tiện em ở đây thì anh là anh cả anh thay mặt cho đội trong tem là thôi anh có anh em chúng anh là có tấm quà gọi là tấm lòng nhỏ bé muốn gọi cho em mua sữa để uống cố gắng lên sau nhanh và với anh em cùng đi làm nhá. Em cứ cầm ấy nhá. Em không phải khó em Mạnh nhá. Để chơi với em được rồi. Cố gắng em nhá. Có các anh bên cạnh dù thế nào có các anh bên cạnh có Nguyên có Nguyệt ở bên cạnh Hiếu anh thế là anh nhá. Em cố gắng lên nhá. Vâng em. Em cảm ơn các anh, cảm ơn bạn nhiều nha. Bọn anh tuy không có cái tấm lòng nhiều nhưng mà thôi có cái tình cảm. Mong em là mau khỏi bệnh. Xong rồi em về với gia đình nhưng mà cùng đồng hành với bọn anh nhé. Vâng. Đây là điều em mong muốn. Em cố gắng ăn cho nó khỏe vào nhé. Còn nếu ai anh em cháu không nói được hơn nữa. Anh cảm ơn cô dì chú bác giúp em cái. Thôi được rồi. Thì cho các anh em chú cháu xin dừng cấn nhíp tại đây để em Mạnh còn đi nghỉ không thì bác sĩ nãy cũng nhắc rồi em Mạnh ngồi đây còn sương gió thì cháu Hiếu xin chào tất cả mọi người. Vâng cô dì chú bác bây giờ cũng là muộn rồi bây giờ cháu thực ra cháu mới đi làm và thôi bây giờ cháu biết là cái tình trạng của em Mạnh là sức khỏe nó không được ổn định nên là anh em của cháu là cũng đến gặp thăm gặp em biết là gặp cả em với mẹ ở mẹ thì vẫn làm nghề ở trên nhưng mà giờ nó muộn rồi không nên được nói chuyện với bác thì thôi có em Mạnh xuống này thì cũng là điều vốn quý rồi thì bây giờ cũng là khuya rồi cho em Mạnh nghỉ ngơi
cho anh em cháu cũng ra về, mai anh em cháu cũng phải đi làm, nên là mong cô dì chú bác thông cảm, rất là thông cảm cho cháu Mạnh đang tình trạng sức khỏe còn yếu, thứ hai bọn cháu phải ra về thì cũng khuya rồi nên là ở trong bệnh viện nó không tốt. Cháu xin chào tất cả mọi người. Chào gia đình ạ. Đi anh em mình. Cháu chào tất cả mọi người.